Công Phượng trên sân rất ngầu, đúng lúc đang gài chỗ ấy thì bị quay trực diện, biểu cảm quá thốn. Đúng lúc Công Phượng đang có hành động nhạy cảm thì máy quay hướng tới, nhìn gương mặt nam danh thủ lúc ấy buồn cười quá. Chiều ngày 5 tháng 4, đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Xuân Trường đã phải trải qua 90 phút ác mộng trên sân hàng đẩy khi phải chịu 5 bàn thua, 2 quả penalty, 1 tấm thẻ đỏ và không thể có dù chỉ là bàn danh dự trước câu lạc bộ Hà Nội với sự góp mặt của hai gương mặt sáng giá là Duy Mạnh và Quang Hải. Khoan bàn về thắng thua nhưng có thể khẳng định chắc nịch rằng các cầu thủ đã chơi hết mình. Trên sân, Xuân Trường cùng Công Phượng tỏ ra khá căng thẳng. Tuy nhiên, một khoảnh khắc của chàng cầu thủ mang áo số 10 đã khiến mọi người không nhịn được cười. Đó chính là lúc Công Phượng thò tay gãi chỗ hiểm và bị máy quay hướng trực diện. Dường như không biết nên anh vẫn hồn nhiên gãi, gương mặt thì tỉnh bơ. Các fan cũng cười nghiêng ngả trước loạn khoảnh khắc hài hước này và quyết định trừ 100 điểm thanh lịch của Công Phượng. Xuân Trường căng thẳng trên sân. Công Phượng cũng rất ngầu và tập trung cao độ. Tuy nhiên, có khoảnh khắc mà fan không thể ngừng cười trước chàng cầu thủ này. Tay gãi chỗ ấy mà mặt thì tỉnh bơ. Gương mặt bâng khuâng một chút, nhìn gương mặt lại thoáng buồn. Máy quay chiếu trực diện mà mặt vẫn tỉnh bơ, tay thì tiếp tục làm nhiệm vụ. Fan quyết định trừ 100 điểm thanh lịch của Công Phượng. Loạt bình luận hài hước của fan về danh thủ mang áo số 10. Bảo Anh lên tiếng chuyện yêu Bùi Tiến Dũng, tiết lộ tình trạng quan hệ bản thân cực choáng. Mối tình của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh vẫn đang thu hút công chúng, khi người trong cuộc chưa có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, động thái mới nhất của Bảo Anh lại khiến fan bất ngờ. Một số bằng chứng về việc ca sĩ Bảo Anh và thủ môn Bùi Tiến Dũng đang hẹn hò bí mật khiến nhiều người hâm mộ mong đợi vào một ngày cặp big bad thứ hai của Việt Nam sau Công Vinh và Thủy Tiên. Không chỉ thân thiết hơn sau khi cùng hợp tác làm việc trong một chương trình quảng cáo, Bảo Anh và Tiến Dũng còn bị phát hiện cùng đội mũ đôi. Giữa hàng ngàn giả thiết về cặp đôi đang hẹn hò, Bảo Anh lại có những động thái khẳng định mình vẫn còn độc thân sau khi chia tay Hồ Quang Hiếu. Hình ảnh mới nhất của Bảo Anh cập nhật trên Instagram cá nhân vô cùng xinh đẹp, cá tính, kèm dòng trạng thái: hạnh phúc là một hành trình rất dài của sự trưởng thành, vấp ngã, đau khổ, kiên cường, khát khao và tin tưởng. Khi một người bạn đưa ra lời khen ngợi về nhan sắc, Bảo Anh khẳng định rằng tuy cô đẹp nhưng vẫn ê sắc ế. Trước đó, giọng ca Sóng Xanh Chẳng Dễ Dàng cũng cập nhật một số trạng thái nhằm thể hiện mạnh mẽ, độc lập của mình như: không phải trong lời nói, trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của bạn trong hành động, trong cuộc đời của chính bạn. Khi nói về chuyện tình cảm, người đẹp yêu một người vô tâm còn tự nhắc nhở chính mình: hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng và tâm tính không bao giờ kiệt xuất, cùng bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương. Qua những dòng trạng thái nêu trên, dường như Bảo Anh đang tự tạo vỏ mọc vững chắc cho mình. Phải chăng sau khi đổ vỡ với Hồ Quang Hiếu, nữ ca sĩ chưa thể mở lòng với những người mới? Hoàng Oanh, Huỳnh Anh vui vẻ tái ngộ sau gần một năm chia tay. Phản ứng của Hoàng Oanh khi chụp chung với tình cũ Huỳnh Anh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Sau hơn 3 năm mặn nồng, Huỳnh Anh và Hoàng Oanh bất ngờ thông báo đường ai nấy đi trong tiếc nuối vào năm 2017. Cả hai chia tay rất êm đẹp và giữ cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối, không ồn ào, màu mè hay tận dụng cơ hội để thu hút truyền thông. Thời còn yêu nhau mặn nồng của cả hai, mối tình đẹp như mơ của Huỳnh Anh và Hoàng Oanh. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hoàng Oanh còn chia sẻ hình ảnh cả hai chụp hình chung rất vui vẻ và thoải mái. Nếu nhìn qua, không ai nghĩ cặp đôi này đã hết tình cảm với nhau. Được biết, bức ảnh được thực hiện khi cả hai cùng quay trong một chương trình mới đây. Cũng khá lâu rồi cả hai mới đứng chung, chụp cùng bức hình. Sau chia tay 10 tháng, mới đây họ còn vui vẻ ăn kem tạo dáng trước ống kính. Hoàng Oanh còn chủ động đưa máy quay đến chỗ Huỳnh Anh. Sau khi bức ảnh được đăng tải, đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đa số đều cảm thấy tiếc khi Huỳnh Anh và Hoàng Oanh đã hết yêu nhau. Cùng với đó là mong muốn cả hai quay lại trong sự yêu mến của tất cả người hâm mộ. Người hâm mộ luôn mong Huỳnh Anh và Hoàng Oanh quay trở lại với nhau. Được biết, cách đây vài ngày trong bài phỏng vấn với báo, hot boy Huỳnh Anh chính thức xác nhận đang hẹn hò với một cô gái ở nước Bỉ. Cả hai đã tìm hiểu hơn một năm nay. Đó là một cô gái ở nước Bỉ, hoạt động trong chính trị chuyên nghiệp, gọi là chính trị gia cũng được,
Cô ấy bằng tuổi tôi, hai chúng tôi cũng đã quen nhau được một năm, nhưng gần đây mới chính thức gọi nhau là Honey, Huỳnh Anh tâm sự. Thậm chí anh còn dự định tháng 7 sang gặp và trò chuyện cùng cô gái, vì cả hai cảm thấy rất hợp nhau. Thật ra chúng tôi mới tìm hiểu, tháng 7 này tôi có dịp sang đó chơi, tôi dự định sẽ gặp cô ấy, chúng tôi nói chuyện thấy hợp và thoải mái. Sau khi chia tay Hoàng Oanh, Huỳnh Anh đang tìm hiểu một cô gái người Bỉ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của Huỳnh Anh, tuyệt nhiên không đăng tải bất kỳ hình ảnh nào cận mặt của bạn gái mới. Tưởng bất phân thắng bại, nhưng Trấn Thành lại thua kém Trường Giang ở lĩnh vực này. Trấn Thành chưa có vai diễn điện ảnh ghi dấu ấn tên tuổi và khá kém duyên với các giải thưởng ở lĩnh vực này. Trấn Thành, Trường Giang nổi lên cùng thời và đang là hai danh hài có độ phủ sóng dày đặc trong các game show truyền hình và truyền thông. Dù từng hợp tác không ít chương trình, song Trấn Thành, Trường Giang thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí còn có tin đồn cả hai đang có cuộc đua ngầm trong làng giải trí. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Trấn Thành từng thừa nhận giữa anh và Trường Giang có sự cạnh tranh công khai tử tế. Ông xã Harry Won nhấn mạnh, đã làm nghề thì ai cũng muốn đứng đầu bảng. Và việc coi nhau làm đối thủ chính là chất xúc tác để cả hai phấn đấu nhiều hơn nữa trong sự nghiệp. Xét tổng thể thời điểm hiện tại, rất khó phân định sự hơn thua giữa Trấn Thành, Trường Giang. Tuy nhiên, chỉ nhìn nhận trong lĩnh vực điện ảnh, Trường Giang đang sở hữu ưu điểm vượt mặt Trấn Thành. Cụ thể, sau 8 năm theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Trấn Thành đã tham gia hơn 10 bộ phim chiếu rạp và hầu hết anh đều được mời đóng vai chính hoặc những nhân vật quan trọng của dự án. Đóng nhiều phim hơn Trường Giang, nhưng Trấn Thành chưa có vai diễn để đời và khá kém duyên với giải thưởng ở hạng mục phim điện ảnh. Sau khi nhắc đến tên Trấn Thành, khán giả sẽ nhớ đến anh nhiều hơn với vai trò MC diễn viên hài, chứ chưa có vai diễn điện ảnh nào dù đủ sức hút để ghi dấu ấn tên tuổi. Bên cạnh đó, trong bộ sưu tập giải thưởng mình từng nhận được, Trấn Thành cũng chỉ được vinh danh tại hạng mục người dẫn chương trình, ca sĩ, diễn viên hài, chứ chưa từng một lần bước lên bục nhận giải với tư cách diễn viên điện ảnh. Trường Giang có số lần đóng phim điện ảnh ít hơn Trấn Thành với 9 lần góp vai lớn bé khác nhau. Nhưng nếu một số vai như Tám Tiết của Dài Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ, Tí Lát của Sơn Đẹp Trai chưa được công chúng đánh giá cao, thì từ năm 2016 cho đến nay, Trường Giang lại là ngôi sao ăn khách ở lĩnh vực này. Năm 2016, Trường Giang bắt cặp với Angela Phương Trinh trong dự án Taxi Em Tên Gì. Vai thượng phong trong Taxi Em Tên Gì mang lại cho Trường Giang nhiều giải thưởng lớn. Ngoài đảm bảo doanh thu cho đoàn phim, vai diễn của anh thượng phong hài hước giúp anh nhận được giải thưởng nam diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất tại giải thưởng Mai Vàng lần thứ 22. Chưa dừng ở đó, lễ trao giải thưởng điện ảnh Ngôi Sao Xanh 2016, Trường Giang nhận thêm cú đúp nam diễn viên được yêu thích do khán giả bình chọn và nam diễn viên xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn cùng với vai nam chính trong Taxi Em Tên Gì. Thành tích này giúp Trường Giang nở mày nở mặt vì sự cố gắng được cả giới chuyên môn khán giả ghi nhận. Dịp Tết Nguyên Đán 2018 vừa qua, Trường Giang tái xuất màn ảnh với việc đảm nhận vai cặp em song sinh Thế Sơn Tùng Hero trong Siêu Sao Siêu Ngố. Dù phim ra rạp trong thời điểm danh hài xứ Quảng vướng lùm xùm chuyện cầu hôn Nhã Phương trên truyền hình, song dự án và vai diễn của Trường Giang vẫn được đông đảo khán giả quan tâm. Đến đầu tháng 3 vừa qua, Siêu Sao Siêu Ngố chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng và lọt top 4 phim Việt doanh thu cao nhất trong lịch sử. Thành công này có một phần góp sức không nhỏ nhờ chính tên tuổi của Trường Giang. Việc đoạt giải thưởng hay phim ăn khách còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đôi khi là cả sự may mắn. Và khán giả vẫn tiếp tục chờ đợi Trấn Thành, Trường Giang có thêm nhiều vai diễn ấn tượng hơn trong tương lai. Mới 6 tuổi, cuộc sống con trai đã sang chảnh sung sướng gấp mấy lần bố. Ngô Kiến Huy nhìn được mà phát tuổi. Sau gần 7 năm, cuộc sống của hai cha con Ngô Kiến Huy có nhiều thay đổi ngỡ ngàng. Cách đây nhiều năm, Ngô Kiến Huy thừa nhận có quan hệ với em gái của nữ ca sĩ Thanh Thảo là Thủy Anh. Hai người có với nhau một cậu con trai là bé Jackie Minh Chí. Sau đó Thanh Thảo đã nhận Jackie làm con nuôi, đưa cậu bé sang Mỹ nuôi nấng. Thanh Thảo rất yêu thương cháu ruột, cho cậu bé cuộc sống sang chảnh đầy đủ. Đến nay, Jackie Minh Chí đã được 6 tuổi. Hình ảnh mới nhất của con trai Ngô Kiến Huy tại Mỹ. Cậu bé thường xuyên được mẹ nuôi đưa đi mua sắm đồ hàng hiệu. Ba nuôi, người yêu của ca sĩ Thanh Thảo cũng rất yêu quý Jackie. Con trai của chàng Bắp đạt kết quả tốt trong môi trường giáo dục tại Mỹ. Cậu bé được mẹ Thanh Thảo cho tham gia ghi hình cùng. Thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
đến những nơi xa hoa lộng lẫy nhất, là khách VIP của khoang máy bay hạng thương gia. Mẹ Thanh Thảo chăm sóc Saki rất chu đáo, cho cậu sử dụng dịch vụ cao cấp nhất. Cậu bé thường xuyên được Thanh Thảo đưa đi chơi. Thanh Thảo dành cho con nuôi tình cảm lớn, cho cậu bé nhiều thứ mà những đứa trẻ khác thèm muốn. Thiếu tình thương của cha, Saki Minh Chí còn được mẹ nuôi tuyên bố sẽ nhượng quyền thừa kế lại tất cả tài sản của cô sau này. Trái lại với cuộc sống sang chảnh vi vu khắp đó đây của con trai, Ngô Kiến Huy tập trung toàn lực cho sự nghiệp. Anh bận rộn với vai trò mới là MC, diễn viên, tham gia game show. Vài năm trở lại đây, Ngô Kiến Huy tham gia nhiều phim. Thi thoảng anh cũng đi mua sắm dạo phố, tranh thủ đi công tác kết hợp du lịch vì không có nhiều thời gian. Ngô Kiến Huy cũng đi nhiều nơi để quay phim, ăn những món bình dị do fan tặng, thường xuyên đăng tải hình ảnh ở trường quay. Anh cũng hẹn hò rất ngọt ngào với bạn gái Khổng Tú Quỳnh. Và đôi lúc cà phê trầm ngâm một mình, Ngô Kiến Huy và Thủy Anh từng quen nhau trong quá khứ.